Bố mẹ thiệt mạng vì tai nạn xe hơi, bé 5 tuổi cứu hai em thoát chết thần kỳ. Bé gái chỉ mới 5 tuổi nhưng đủ sự dũng cảm và khôn ngoan để cứu sống hai em trai sau vụ tai nạn xe hơi mà bố mẹ, các em đều thiệt mạng. Kênh CNN hôm ngày 28 tháng 12 đưa tin và mô tả chiếc Land Rover của cặp vợ chồng, Jake Zay, 28 tuổi, cùng Cindy Braddock, 25 tuổi, bị trượt khỏi đường chính khiến lật nhào ở Condinin, cách thủ phủ bang Perth, miền Tây nước Úc khoảng 280 km về phía đông. Khi đó, trên xe của đôi vợ chồng trẻ còn có ba con nhỏ từ 1 đến 5 tuổi. Hậu quả của vụ tai nạn khiến đôi vợ chồng thiệt mạng tại chỗ, trong khi ba con nhỏ của họ mắc kẹt trong xe giữa lúc nhiệt độ ngoài trời lên tới 30 độ C. Tuy nhiên, hiện trường vụ tai nạn là vùng nông thôn xa xôi của nước Úc, nên phải hơn 55 giờ sau mới có người phát hiện và tiếp cận hiện trường. Chiếc xe chở 5 người trong gia đình anh Jake Zay được phát hiện vào sáng ngày 27 tháng 12. Các nạn nhân Cindy Braddock và Jake Zay đều chết tại hiện trường, cảnh sát Tây Úc cho biết và thêm rằng, người đầu tiên đến hiện trường là người thân của nạn nhân. Gia đình 5 người nhà anh Jake Zay được thông báo mất tích một ngày trước đó, sau khi họ không về dự lễ Giáng sinh cùng gia đình theo kế hoạch. Người họ hàng Michael Reed nói với Nine News rằng, bé gái 5 tuổi đã cứu sống hai em trai của mình bằng cách giải thoát em khỏi chiếc ghế trẻ em. Nếu đứa trẻ 5 tuổi không mở khóa ghế và bế em của mình ra khỏi ô tô thì có lẽ lúc này chúng đã không có mặt ở đây với gia đình chúng tôi. Anh Michael Reed nói, không rõ những đứa trẻ đã sống sót như thế nào khi nhiệt độ, lúc đó lên tới 30 độ C. Có lẽ trong vài năm nữa những đứa trẻ vẫn sẽ không biết điều gì đã xảy ra với chúng. Cảnh sát cho biết những đứa trẻ được đưa đến bệnh viện trong tình trạng mất nước nghiêm trọng. Tuy nhiên, tình trạng của họ hiện đều ổn khi chỉ bị thương nhẹ và dự kiến cả ba sẽ xuất hiện trong một vài ngày tới.